Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị và anh chị em câu chuyện hy hữu. Nữ tu công giáo Pháp, 117 tuổi, bị nhiễm virus tàu, độc địa, vẫn không chết. Trong một diễn biến thật đáng âu lo, Trung Quốc đang dùng vaccine COVID-19 để ngoi lên địa vị siêu cường hàng đầu thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ đề cập đến câu chuyện Campuchia phấn khởi với vaccine tàu, đám cưới đầu tiên sau cách ly. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và anh chị em câu chuyện một linh mục Pakistan bị bắt vì những lời bình phẩm liên quan đến vaccine Trung Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi cùng những tin tức khác. Nữ tu công giáo Pháp 117 tuổi bị nhiễm virus tàu độc địa vẫn không chết. Sir Andre Ryan, một nữ tu ở Pháp, sẽ tròn 117 tuổi vào tuần này sau khi sống sót COVID-19 vào tháng trước. Cộng đoàn của Sir cho biết như trên trong thông báo đưa ra hôm thứ Ba. Sir Andre Ryan, nhũ danh là Lucy Ryan, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904. Sơ theo đạo công giáo ở tuổi 19. Sau khi phục vụ các trẻ nhỏ và người già tại một bệnh viện ở Pháp, sơ gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent de Paul ở tuổi 40. 76 năm sau, sơ André được chuyển đến nhà hưu dưỡng Saint Catherine Labouré ở Toulon, miền Nam nước Pháp. Tại đó, vào ngày 16 tháng Giêng vừa qua, Sơ có kết quả dương tính với COVID-19. Sơ bị cô lập với các sơ khác, nhưng không có biểu hiện gì. Theo đài truyền hình BFM 81, trong số 88 nữ tu của cơ sở này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus vào tháng Giêng và 10 người đã chết. Khi được hỏi có sợ COVID không, Sir André nói với kênh truyền hình BFM của Pháp rằng: "Không, tôi không sợ, vì tôi không sợ chết. Tôi rất vui khi được ở bên các bạn, nhưng tôi cũng muốn ở đâu đó khác, được gặp gỡ anh tôi, ông tôi, bà tôi, cha mẹ tôi." Nữ tu André Randon đã mừng sinh nhật lần thứ 117 vào ngày thứ Năm 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Theo nhóm nghiên cứu lão khoa, nơi xác nhận thông tin chi tiết về những người được cho là từ 110 tuổi trở lên, Sơ André là người sống lâu thứ hai trên thế giới. Người lớn tuổi nhất là Kane Tanaka của Nhật Bản, vừa bước sang tuổi 118 vào ngày 2 tháng Giêng vừa qua. Vào sinh nhật lần thứ 115 vào năm 2019, Sơ André đã nhận được một tấm thiệp và một tràng hạt hồng phúc từ Đức Thánh Cha Francisco mà sơ sử dụng hàng ngày. Khi bước sang tuổi 116 vào năm ngoái, nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent de Paul đã chia sẻ công thức để có một cuộc sống hạnh phúc, đó là cầu nguyện và một tách ca cao nóng mỗi ngày. Lấy lời lành mà khuyên người có thể bị phạt 7.700 úc kim hay ngồi tù 10 năm. Thương người có 14 mối, thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Tại tiểu bang Victoria, Australia, thủ hiến Daniel Andrews, người luôn vỗ ngực xưng tên là người công giáo, vừa khởi xướng ra một luật mới. Theo đó, lấy lời lành mà khuyên người có thể bị phạt 7.700 úc kim và trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị ngồi tù đến 10 năm. Thành ra, phải đau lòng mà thừa nhận rằng có tổng thống hay thủ hiến là người công giáo chưa chắc đã là phước cho giáo hội và người công giáo. Có khi lại là đại thảm họa. Sau Tổng thống Biden, thủ hiến Daniel Andrews là một thí dụ điển hình khác. Thật vậy, tiểu bang Victoria của Úc đã thông qua một luật mới quy định việc tham gia vào một hoạt động thực hành nhằm thay đổi hoặc ngăn chặn xu hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính của một người là một tội hình sự.
Trong khi luật này được các nhà vận động LGBT ca ngợi như một chiến thắng chống lại sự phân biệt đối xử, thì Đức Tổng giám mục Melbourne nói với tờ The Pillar rằng đạo luật này vi phạm quyền tự do tôn giáo và chống lại các thực hành y tế lành mạnh. Luật mới này có tên là The Change or Suppression Conversion Practice Prohibition, nghĩa là luật cấm các thực hành nhằm thay đổi hay ngăn cản việc chuyển giới. Các chính trị gia thường nói lòng vòng cho khó hiểu ra. Nói đơn giản là thế này, nếu một đứa trẻ trai muốn giải phẫu chuyển giới thành bé gái, bạn không được tìm cách ngăn cản nó, cho dù bạn là cha mẹ, linh mục, tâm lý gia, bác sĩ, cho dù bạn ngăn cản nó bằng cách đe nạt, đối thoại, năn nỉ, van lệ nó, hay thậm chí, như trong luật ghi rõ, bạn nói với nó rằng bạn cầu nguyện cho nó để nó đừng làm như thế. Tất cả những hình thức lấy lời lành mà khuyên người này đều bị coi là tội hình sự. Đức Tổng giám mục Peter Comensoli nhấn mạnh với The Pillar rằng luật mới này là cái mới nhất trong một chuỗi những luật lệ làm xói mòn quyền tự do tôn giáo, và giáo hội phải đối mặt với một cuộc chiến cam go ở Úc, vừa để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, vừa để nói rõ những gì đã xảy ra cho đến gần đây về một tầm nhìn đang bị bóp méo về thiện ích của con người. Vị Tổng giám mục viết rằng luật mới bao gồm các khái niệm khó hiểu về đức tin và đối thoại, các định nghĩa mơ hồ và các cách tiếp cận thiếu sót về mặt khoa học và y tế. Nó đặt ra những giới hạn độc đoán đối với cha mẹ, gia đình và những người có đức tin. Ngay sau khi dự luật được thông qua, Đức Tổng giám mục Comensoli nói rằng Ngài và các nhà lãnh đạo khác của giáo hội đã cố gắng làm việc với các nhà lập pháp để cải thiện dự luật nhưng đã bị khước từ. Chúng tôi đã yêu cầu được gặp Tổng trưởng lý và Thủ hiến của Victoria. Những cuộc gặp gỡ đó đã không diễn ra. Đức Tổng giám mục cho biết, luật hình sự hóa bất cứ điều gì không khẳng định hoặc ủng hộ hướng đi mà người đó muốn đi và bị coi là có hại. Điểm có hại này cần được nêu rõ. Đó chính là nơi xuất phát các vấn đề thực sự. Đây là một phần luật pháp rất lỏng lẻo và không rõ ràng, tấn công sâu rộng vào những gì có thể là những cuộc trò chuyện chân thành và thích hợp với các gia đình hoặc các thừa tác viên chăm sóc mục vụ. Đức Tổng giám mục chỉ ra rằng luật mới về cơ bản nghiêm cấm các bác sĩ tâm thần coi chứng rối loạn giới tính như một triệu chứng của bất kỳ vấn đề cơ bản nào khác và có thể ngăn cản bệnh nhân chuyển giới như một phương thế chăm sóc tốt nhất có thể. Giả sử ai đó 19 hoặc 20 tuổi, họ đến gặp bác sĩ tâm lý của họ nói rằng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ mình là nữ hơn là giới tính lúc sinh của mình là nam. Bác sĩ sau đó có thể làm một số xét nghiệm, xem xét những câu hỏi khác về người này liên quan đến cuộc sống và sau đó có thể nói, chà, có những điều khác trong cuộc sống của bạn mà bạn đang phải đối mặt có thể là lý do cơ bản cho những cảm giác này. Chúng có thể là thứ bạn đang trình bày dưới dạng triệu chứng nhưng không phải là thực tại sâu sắc hơn. Cuộc trò chuyện như thế không thể xảy ra nữa. Trung Quốc đang dùng vaccine COVID-19 để ngoi lên địa vị siêu cường hàng đầu thế giới. Bên trong mái vòm của một hội chợ ở Belgrade, hàng chục y tá trong bộ đồ hazmat tiêm chủng cho người già và trẻ nhỏ. Nỗ lực này của họ đã biến Serbia trở thành nước tiêm chủng nhanh nhất Âu Châu. Theo ấn phẩm khoa học Our World in Data, chỉ trong vòng 2 tuần, quốc gia Balkan nhỏ bé này đã tiêm chủng cho hơn 450.000 người trong số 7 triệu dân của mình. Đó là một tỷ lệ cao hơn tất cả các quốc gia khác ở Âu Châu, ngoại trừ Vương quốc Anh. Một điểm chính khác biệt giữa Anh và Serbia là tất cả các lọ thuốc ở Serbia đều chứa đầy một loại vaccine do tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Sinopharm sản xuất. Trong khi đó, Anh Quốc chỉ dùng các loại vaccine do chính họ sản xuất. Tại Đông Nam Á, Campuchia đã nhận được lô hàng vaccine COVID-19, 600.000 liều đầu tiên do Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của nước này viện trợ. Thủ tướng Hun Sen, các thành viên cao cấp trong nội các và đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên đã có mặt tại sân bay quốc tế Phnom Penh để dự lễ tiếp nhận vaccine Sinopharm do một chuyến bay của không quân Trung Quốc mang đến. Tuần trước, Hun Sen đã tuyên bố rằng ông sẽ là người đầu tiên được tiêm vaccine
nhưng đã bị cản trở vì vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất, chỉ có hiệu quả với những người từ 18 đến 59 tuổi, trong khi ông 68 tuổi. Hôm Chủ nhật tại sân bay, ông ta nói sẽ kêu gọi các thành viên trẻ hơn trong gia đình mình, cũng như các quan chức hàng đầu và các tướng lĩnh dưới 60 tuổi đi tiêm phòng vào hôm thứ Tư để làm gương cho công chúng. Vaccine Sinopharm của Trung Quốc nhằm phòng chống virus Vũ Hán được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019, đã được tặng miễn phí cho một số quốc gia và được gọi là vaccine ngoại giao. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác chính trị thân cận nhất của Campuchia. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp cho Hun Sen sự ủng hộ quan trọng mà ông đã bị các quốc gia phương Tây từ chối vì họ đánh giá chính phủ của ông là một chính phủ đàn áp nhân quyền. Đáp lại, Campuchia ủng hộ các quan điểm địa chính trị của Bắc Kinh trên các diễn đàn quốc tế về các vấn đề như tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Campuchia phấn khởi với vaccine tàu, đám cưới đầu tiên sau cách ly. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ gọi tắt là CDC, tính đến ngày 6 tháng 2, trong số 35 triệu người Hoa Kỳ được tiêm hai loại vaccine Pfizer và Moderna, đã có 10.748 trường hợp xảy ra biến chứng. Trong đó có 501 trường hợp tử vong. Các con số trên phản ánh các báo cáo được nộp từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021. Cho đến nay, chỉ có hai loại vaccine Pfizer và Moderna được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ gọi tắt là FDA cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp tại Hoa Kỳ. Theo định nghĩa riêng của FDA, vaccine vẫn được coi là thử nghiệm cho đến khi được cấp phép đầy đủ. 453 trong số 501 trường hợp tử vong được báo cáo đã xảy ra trong nội địa Hoa Kỳ. 53% số người chết là nam, 43% là nữ. Các báo cáo tử vong còn lại không bao gồm giới tính của người chết. Tuổi trung bình của những người chết là 77. Người chết trẻ nhất được báo cáo là 23 tuổi. 59% số người tử vong đã sử dụng vaccine Pfizer. 41% chết vì vaccine Moderna. Trong khi đó, không có trường hợp tử vong hay gặp phải phản ứng phụ nào được ghi nhận sau khi tiêm vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất. Cho đến nay, vẫn chưa rõ đây là thực chất hay chỉ là sản phẩm của những cố gắng che đậy sự thật. Ngay cả trước khi nhận được lô hàng 600.000 liều vaccine Trung Quốc và vẫn chưa biết có hiệu quả hay không, Thủ tướng Hun Sen đã nới lỏng các hạn chế liên quan đến coronavirus. Chính vì thế, đôi tình nhân người Campuchia này cuối cùng đã được kết hôn sau một năm trì hoãn. Lem Fenara, 31 tuổi, nói: "Tôi thực sự hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi cũng đã kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp." Lem Fenara và Kim Petheliza đã kiên nhẫn chờ đợi để kết hôn. Vì vậy, khi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm vào cuối tháng Giêng, họ đã nhanh chóng chụp lấy cơ hội. Cô dâu 28 tuổi, Kim Petheliza nói: "Tôi cảm thấy hài lòng khi được mặc đồ cưới và tôi rất vui, nhưng tôi cũng hơi lo lắng." Linh mục Pakistan bị bắt vì những lời bình phẩm liên quan đến vaccine Trung Quốc. Bộ trưởng Y tế cho biết Pakistan công bố nước này đã nhận được những liều vaccine coronavirus đầu tiên trong một hiệp định. Theo đó, Trung Quốc hứa viện trợ nửa triệu liều vaccine Sinopharm cho nước này. Bác sĩ Faisal Sultan cho biết một máy bay quân sự của Pakistan chở lô hàng đã hạ cánh xuống thủ đô Islamabad của Pakistan vào đầu ngày thứ Hai. Xin ca ngợi Allah, lô vaccine Sinopharm đầu tiên đã đến. Chúng tôi biết ơn Trung Quốc và tất cả những người đã làm cho điều này xảy ra, ông nói. Sinopharm, một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc,
đã phát triển một trong hai loại vaccine chính của Trung Quốc đang được tung ra trên toàn cầu, cùng với vaccine CoronaVac của Sinovac. Hiệp định Pakistan-Trung Quốc cũng bao gồm việc thử nghiệm trong giai đoạn 3 được tiến hành ở Pakistan, một loại vaccine thứ ba của Trung Quốc gọi là CanSino. Quốc gia này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinopharm, AstraZeneca và Sputnik V vào tháng trước. Theo tin từ Tổng giáo phận Laho, một linh mục đang bị cảnh sát câu lưu sau khi ngài đưa ra các lời bình phẩm liên quan đến việc thử nghiệm vaccine CanSino. Trong khi thừa nhận rằng Trung Quốc có thể có các kinh nghiệm nhất định vì coronavirus xuất hiện đầu tiên từ Trung Quốc, vị linh mục bày tỏ lo âu là người dân Pakistan có nguy cơ bị đưa làm chuột bạch để thí nghiệm. Ngài đề nghị những ai muốn trích các loại vaccine Trung Quốc nên đi xưng tội trước khi trích. Bác sĩ Faisal Sultan bác bỏ lập luận của vị linh mục và cho rằng các vaccine Trung Quốc đang nằm trong danh sách 10 vaccine hàng đầu trên danh sách của WHO. Lô hàng Sinopharm hôm thứ Hai đánh dấu lô vaccine đầu tiên được nhập khẩu vào quốc gia Nam Á có 220 triệu dân, nơi hơn 546.000 trường hợp nhiễm coronavirus đã được báo cáo kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo số liệu chính thức, ít nhất 11.785 người đã chết vì virus, với số ca mắc hàng ngày trung bình là 1.800 trong 2 tuần qua. Những liều vaccine đầu tiên sẽ được cung cấp cho hơn 400.000 nhân viên y tế tuyến đầu trên khắp đất nước, theo kế hoạch triển khai vaccine của chính phủ. Sau đó, các mũi tiêm sẽ được cung cấp cho những công dân trên 65 tuổi, những người thường đối mặt với nguy cơ tử vong vì virus cao hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.